Hi everybody, welcome back to my Hardcore Gaming channel. Chào bạn đã quay trở lại kênh Hardcore Gaming của mình trong series Tham Tự Game ngày hôm nay. Và ai sẽ hỏi được game sẽ thì đầu tiên mình muốn cảm phá trong đồ nội dung video ngày hôm nay nào. Let's go. Tìm đủ 20 tiên cho nhà này bạn. Xin hãy subscribe cho chính sẽ hai bà thủ rồi, còn lại ở đây thôi. Chuyển qua thứ tiếp theo nào. Ice cream file.
Thêm một khối pin vẫn cho cần phải sạc đầy khối pin này nhé. Pin đây các bạn. Khởi động hệ thống xử lý rác thải này nào. Battery tracking. Ask you. Be careful. Jay, are you okay? Perfect. Now leave it to me. Cho con chiếc lọ này các bạn. Ok, như vậy chúng ta đã mở được cánh cửa và gần chiếc tay cầm mình rồi.
Ok, cái robot này sẽ thu vào kiểm chất cả chó đó các bạn. Cho nó đi vào đây các bạn. Bên này dữ dội nhất, bị dò gì đây? Travel through the park. Stop. Mini rush nose. Quay trở đường ống các bạn. Ok. Không mà. À, đến nút thôi các bạn. Ok, remove it. Bên đó à. Ok, như vậy là mình đã chung vào đây rồi. Cùng mình sẽ chuyển qua tiếng tiếp theo nào. Evident Rust.
run away, child. Oh my god. Okay. Bật hai công tắc màu xanh nhỉ các bạn. No way. Lên tầng tất cả các bạn. Tiếp tục là hai con tóc màu xanh các bạn. Okay, coba lagi coba. Child. Lúc đấy bấm cái gì bạn nhỉ? Không thể bấm nút này được bạn. Ok. Mình sẽ chuyển qua tiếp theo nào. Mình đọc
ra đi. Want to play hide and seek? Ah, tiện khẩu súng này bạn. Oh my god. Chuẩn bị cái niệm Garani đâu ạ. Nhưng mà ta đây đâu ạ. Ok, finish rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Cũng hơi chuyển qua đi tiếp theo. Out of the Nen Arena.
can. That's right.
theo đâu. Hold her hand until daylight. Okay. Thì sao còn 27 mét không ạ? Thank you.
Give me the buzz though. Okay, we'll be three. Which what did you tell? I'm sorry. That's power. Sau này đi ngựa là phải và biết được passport cái này. Chúng ta vào được bên trong rồi. Một chỗ lên thoát được ở đây mọi người.
Kini pindah. Oh my God. Tahu kan? Tahu. Okay, đây là tiếng cuối cùng trong video này mời các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video tiếp theo. Thank you. Để cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.